Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước là cập nhật chung về tình hình ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm nay 8 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào rạng sáng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng lên 23 ca. Trong số 23 trường hợp mắc COVID-19, có 9 trường hợp tại huyện Long Điền, 3 trường hợp tại huyện Xuyên Mộc, 6 trường hợp tại huyện Châu Đức, 2 trường hợp tại thị xã Phú Mỹ, 1 trường hợp tại thành phố Bà Rịa, 2 trường hợp tại thành phố Vũng Tàu. Hiện các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền và chưa ghi nhận ca bệnh nào có diễn biến trở nặng. Như vậy, đến 17 giờ chiều nay 8 tháng 7, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 6 trên 8 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Từ 23 ca COVID-19 trong cộng đồng đến 17 giờ ngày 8 tháng 7, các lực lượng chức năng và địa phương đã điều tra truy vết 753 trường hợp F1, 3.389 trường hợp F2. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ, thực hiện giãn cách toàn thành phố. Hiện các chốt kiểm tra y tế tại cửa ngõ ra vào Bà Rịa Vũng Tàu đang tăng cường siết chặt hơn nữa người vào tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân từ ngoài tỉnh trở về địa phương cần khai báo y tế trung thực và thực hiện đúng quy định phòng chống dịch bệnh.